Hello everyone, we after we done the boat log and we heading out to get some wind up today. Yeah, illegally. Red rock tưởng đâu chờ bắt đâu. Không, không phải mùa mà. Red rock. Tới tháng 7 mới được mà. Mùa cua hả? Ừ. Biết mà không gì. Tới mùa mới đâu. Câu nè. Lên đó đi, một lần câu trên đó mà. Gonna go fishing for flounder. Why waiting for the boat? Anchor. Cái the fish finder say there fish here. Not long enough. Đủ mà. Cho nó thả chút xíu hết luôn đi. Yeah. Okay, that's a good size flounder. Okay. Có bị bệnh không? Bệnh lấy luôn. Oh, that's a big fish. Here, let me fast forward. Oh, yeah. Oh, that's a big flounder. Oh, no. Yeah. Yay, big one! Yay, first one of the day! Whee! Look at all the worms! There's no worms. That quick! It's like 5 seconds after you drop it. Oh my god! Oh my gosh! Trời ơi! Oh! It's an acceptable size. No. Bự. Oh, that's a good size flounder right there. Nicely done. Oui. Châu ơi, có việc cho làm nữa nè. Yeah, don't break the glass. Ngày đó rồi chứ. Alright. Cái con này nãy giờ nó đớp tao mấy lần. It doesn't like my bait. Bự quá. Yeah, H Mart they sell this for like 30 bucks or 40 bucks. Dữ vậy. No, it's the same size. It's not bây giờ, mày giật giật nó liền. Hả? Phải giật giật chiếc nó. Lâu lâu chiếc nó một cái nó mới ăn. Xong. All right. We got our limits. We got our limit after about 20 minutes, so now we're gonna go to the island and catch some gooey duck. Yes. Bây giờ đây rồi, nó xuống tàu rồi. Time for some heavy work. Alright, windy morning. Thấy chưa? We don the beach, boat lawn. We're gonna go to Fashion Island, right over there. Finally, we reached the island after about 30 minutes of fun ride on the boat. We have to anchor the boat far out and get ourselves wet before we can get to shore. Yeah, somebody didn't fill up the hole. Yeah, lucky you didn't break your leg. Con không có nước nữa.
Không chạy đâu được. Không chạy chạy chơi. Đâu đâu chỗ. Ủa sao đào gì vậy? Mày lấy cây nè, chọc vô. Kìa đó. Đây đúng đầu không nha Phúc. Đưa mày cái. Hả? À, lấy cái đi. Lấy cái đi. Ôi, bẻ cái gì vậy? Mấy cái shell, mấy cái shell. Mấy shell vô. Sao mày? Yeah, after 5 minutes, still working on the first one. Still working on the first one. Huh? I feel you, you feel me. That's not your job. That's not your job. Your job is to dig. Lấy cây cắm không? Lấy cây cắm xuống không? Nằm đâu anh? Nằm đâu anh? Nằm đâu nè? Thấy không? Hả? Ba phía mới thấy cái giòi nữa. Đụng được nó chứ. Đúng rồi. À, thấy cái đầu nó không? Ồ, nãy nhanh mới bắt lên con quá bự luôn. Đừng con ha. Đừng con, một con. Ồ, rồi. Biết ra con này con bự mà. Đây là mẹ luôn. Ở bển cũng được con bự vậy đó. Wow, that's like the biggest I ever seen. Oh, man. Ôi, con dê. Damn. Oh. Oh, go on. Yeah, shake it. Give it a rub. He stroked on the pier. Good. Oh, yeah. It's coming. It's coming. Oh, good job. Ôi. Rồi, nào. Kéo lên lên, kéo lên nữa. Kéo ba kéo bên kia, kéo. Wonderful. Oh, yeah. Oh man. Hay hay quá. Con này bị lòi phèo rồi. Bằng yeah. How many did you get? Con này nó bị lòi nè. Yeah. Not functional anymore. Yeah, got to fill up the hole after we dig the Alright, we done with the gooey duck. Didn't catch the leaper, but everyone pretty exhausted. So we catching the Manila clam and Jerry clam for now. Too small. Okay. Good. Mình đào cái sẵn nè, đào bên đây đi, đợi chờ. Cái sẵn á là có sẵn á, mình đào dễ hơn. To lên thì to, sẵn. Đấy.
And how many cherry clam can we keep? 40. Still part of the 40? Oh, you count toward the 40? Isn't that a Manila clam? Ooh. What's wrong with this? Oh, it's just shell. What's this? That's a cherry clam. Này nãy mình đào nhóc luôn, ở dưới đó nhóc cứ bự bự không hả? Mà nó sâu. Mà dưới nãy mình là đào gấp đôi con bự nhất cái đây á, gấp đôi gấp ba luôn á. Con đó còn khác. No, it's the same. All right, let's catch the clam then. Mà mấy con này ăn nhất lắm á. Hả? Mấy con bự này ăn nhất. Mấy con nhỏ ngon hơn. Alright, we just finished picking gooey duck and clam, and now we move out to from the shore and trying to catch some fish. Hopefully we'll catch a different kind of fish in this different body of water. I'm recording you live. Wait, I'll relax now. Hôm nay ngủ rồi, phơi nắng rồi. Who the hell is Bao? Chicken, rooster. Nằm đây phơi nắng. Này nè. All right. Yeah. Definitely seem like a big one. Tí hon rồi. Nhà heo à. Really? It looked pretty heavy. Có việc làm nữa cháu ơi. Đây. That a good size. Good size flounder. Mày không chịu nghe. Oh man. Lấy cây vợt ra câu đi. Hả? No, I'm here to make sure that doing all the documentation for all of you. If I can't fit, there will be no more. Yay. All right, we've been fishing for about 2 hours and we caught all the flounder limit, and now we ready to go home and prepare for dinner. Okay. All right, we have a cleaning station right on the the boat. Oh, still trying to catch the last fish. Hurry up and go home, yo. Okay, nghe kéo câu lên, cái nèo lên. Chưa đi mà. Quá mệt. Đầu lấy thuốc à. This is the last catch. Out here. Oh, the flounder come with a good size. There are a lot in here. We don't know how many in there. Maybe. Oh, he caught the last one. Oh, man, you weak sauce. Set the map to yay, guys. Alright guys, we will wrap up our video. If you enjoy it, please smack the like button and don't forget to subscribe for our next adventure.